Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên là nữ thủ tướng của Ý lại bị chơi khăm bởi các tay danh hài của Nga. Bản tin mới nhất cho biết thì nữ thủ tướng của Ý là bà Georgia Meloni đã trở thành nạn nhân mới nhất của một cặp hài nổi tiếng của Nga những người đã gọi điện thoại cho bà ta trong lúc mà có cuộc chiến tại Ukraine và trong đó giữa lúc mà đang có tình trạng lo ngại về cuộc chiến này bản tin cho biết thì cả cặp hài này có tên là Vol, van và Lexus à, được xem là một những à, tay hài nổi tiếng của nga đã từng đem những nhà chính trị của phi châu lên và đã có những cái cú điện thoại bất ngờ và nói chuyện và lúc đó thì à, vị à, những người này đã bị chơi khăm và chính bà Meloni đã nói với họ rằng bà đã nhìn thấy rất nhiều sự mệt mỏi của các phía trong cuộc chiến của nga tại Ukraine và cả, gần như là họ đang tìm cách có một cái giải pháp một lối thoát khác cho cuộc chiến này và chúng tôi đã nhìn thấy được giây phút này nhiều người đã hiểu được chúng ta cần một cái đường dây để một cái đường để thoát ra và vấn đề còn lại là làm cách nào để có thể có một cái đường thoát cho cuộc chiến này mà có thể được chấp nhận bởi các phía trong lúc mà đang có những cái tình trạng mà không phá hủy đi cái tình trạng gọi là luật quốc tế Biến chuyển này diễn ra sau khi mà bà, à, là một điều xấu hổ cho bà Meloni, người được xem là đã có một cái thái độ chính trị dứt khoát hơn sau khi bà nắm quyền hơn một năm trước đây và bà, bà đã nhận cú điện thoại này và bà, bà hai tay này giả danh một nhà chính trị của phi châu để nói chuyện với bà và khiến cho bà người hiểu lầm đây là hai tế, à, những người này là những người của phi châu và lãnh đạo của phi châu khiến cho bà bị rơi vào tình trạng gọi là không có đỡ được cho khi cho tới khi mà những người này đã tung đoạn audio đó lên trên mạng xã hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nhóm hồi giáo cực đoan Boko Haram đã sát hại 37 người tham dự một cái tang lễ trước đó mà họ đã sát hại một số người khác. Bản tin mới nhất cho biết, thì nhóm dân quân hồi giáo cực đoan gọi là Boko Haram đã sát hại 20 người đi, à, đi dự tang lễ của một à, của những nạn nhân đã vốn đã bị họ sát hại từ trước đó ở phía bắc của Nigeria. Theo tương trình cảnh sát cho biết, những người này đã thiệt mạng khi mà chiếc xe của họ cán nhầm một cái bẫy à, thuốc nổ và đã khiến cho họ bị thiệt mạng ở tại à, Yobe State, tức là ở tiểu bang này. Và trong ngày thứ hai thì nhóm dân quân này đã bắn 17 người trong một cuộc đột kích vào ngôi làng có tên là gọi là Guru Kayaya và Boko Haram được xem là những nhóm Hồi giáo cực đoan không kém gì nhóm Hồi giáo ISIS và Hamas hiện nay. Họ đã mở các cuộc tấn công vào những ngôi làng và giết hại tất cả những uh, dân làng tại đây cũng như là một số những uh, nông dân tại đây. Và sau khi mà những người dân làng này uh, đưa tan những người đã bị giết hại thì họ lại gặp bom đã, uh, thuốc nổ đặt ngay trên bệ đường và khiến cho họ bị thiệt mạng. Đây được xem là cuộc tấn công giả mang nhất của nhóm Boko Haram diễn ra tại Phi Châu giữa lúc đang có tình hình biến động ở tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký vào một cái luật mà trong đó sẽ rút Nga ra khỏi cái hiệp ước về ban cấm thử nghiệm nguyên tử trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết thì sau khi hạ viện Duma đã thông qua cái luật này ở trong đó cho phép cho quyền hành pháp của Nga tức là tổng thống Vladimir Putin thì ông ta đã chính thức ký và rút Nga ra khỏi cái hiệp ước về ngăn cấm thử nghiệm vũ khí nguyên tử trên toàn cầu đây là hiệp ước mà họ đã thành lập và ký kết với Hoa Kỳ từ thập niên 90 ông Putin lên tiếng và nói rằng à, việc mà rút ra khỏi cái việc cấm thử nghiệm toàn vị, toàn diện về nguyên tử được biết với cái tên viết tắt là TTBT sẽ à, giúp cho phía của Nga tăng cường thêm khả năng quân sự của mình và trong đó ông nói rằng là phía Hoa Kỳ đã không có thực hiện cái lời cam kết của mình, cả phía Hạ viện của Duma và lẫn phía của ông Putin đã thúc đẩy việc này vào tháng trước và Hạ viện Duma đã cho thông qua cái dự luật này. CTBT vốn là một cái thỏa ước được ký kết năm 1996 là ban lệnh cấm tất cả những cái cuộc thử nghiệm nguyên tử ở bất kỳ một chỗ nào trên thế giới và thỏa thuận này vốn đã được ký kết giữa Hoa Kỳ và Nga. Trong đó bao gồm luôn tuy nhiên các quốc gia còn lại và vẫn chưa bao giờ ký kết gồm có trung quốc ấn độ pakistan bắc hàn Do Thái và Iran cũng như là Ai Cập những quốc gia này luôn có uh, uh, sở hữu nguyên tử nhưng mà họ không ký kết, chỉ có trừ của Nga và phía của Hoa Kỳ ký kết. Tuy nhiên thì việc gia tăng lo ngại là Nga có thể sẽ tái lập lại tất cả những cái thử nghiệm nguyên tử và tìm cách gây nguy uh, hiếp tới khối Tây phương trong lúc mà khối Tây phương vẫn hỗ trợ quân sự cho phía của Ukraine. Rất nhiều những người được xem là diều hậu ở Nga lên tiếng và ủng hộ cho việc mà tiếp tục thử nghiệm nguyên tử này và ông Putin chỉ ra cho thấy một số chuyên gia nói rằng cần thiết để thử nghiệm nguyên tử khi mà ông ta vẫn chưa đưa ra một cái quyết định chính xác. Trước đó thì ngoại trưởng của Nga là ông Sergey uh, Zakop đã lên tiếng và nói vào ngày uh, vào tháng trước ở Moscow là sẽ tiếp tục uh, tôn trọng cái uh, lệnh cấm này và chỉ có tái lập lại cái lệnh mà uh, nguyên tử này và thử nghiệm nguyên tử này nếu như mà Washington làm trước. Tuy nhiên bây giờ thì phía của Nga đã quyết định rút ra khỏi cái uh, hiệp ước này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, nga tuyên bố do Thái không có quyền tự vệ nhắm vào Hamas, đó là một trong những lời tuyên bố mới nhất của nga. Do Thái không có cái quyền tự vệ à, của họ, đó là đại diện của nga tại liên hiệp quốc đã khẳng định vào ngày thứ tư. Phía Hoa Kỳ và các đồng minh đã lên tiếng và nói về quyền tự vệ của do Thái sau khi mà à, phía do Thái đã bị tấn công. Tuy nhiên thì nga chỉ ra cho thấy dựa trên một cái à, điều luật của liên hiệp quốc trong đó là không cho phép phía của à, do thái được cái quyền tự vệ trên vùng đất mà họ chiếm đóng đây là một trong những cái quy tắc mà liên hiệp quốc đã đặt ra trước đây tuy nhiên thì à, phía do thái đã lên tiếng và nói rằng điều này không đúng bởi vì họ đã trao trả lại cái quyền tự trị và cái quyền à, quản trị giải gaza cho người palestine từ năm 2005 và điều này có nghĩa là phía Do Thái vẫn có quyền tự vệ. À, theo cái à, quy định của năm 2004 của cái tổ chức gọi là ICJ của Liên Hợp Quốc thì trong đó nói rằng Do Thái sẽ không có cái quyền tự vệ căn cứ trên cái article số 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc à, để chống lại những sự đe dọa đến từ vùng đất mà họ đã chiếm đóng và kiểm soát tại đây. Tuy nhiên thì Do Thái nói rằng họ đã không còn kiểm soát giải Gaza từ năm 2005 và giao lại cho phía người Palestine và trong đó thì cái người Palestine đã chọn cái tổ chức khủng bố Hamas làm cái nơi gọi là chính quyền cai trị họ và trong đó gần như là đe dọa phá hủy phía của Do Thái và điều này cho thấy rằng là phía Nga và Do Thái đã có sự đụng độ khá lớn. Vào tuần trước thì Nga và Trung Quốc đã phủ quyết trong một cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc mà do phía Hoa Kỳ bảo trợ trong đó lên án Hamas và kêu gọi một cái đường hướng nhân đạo trong cuộc giao tranh giữa do thái và nhóm khủng bố palestine ở giải gaza phía nghị quyết của nga đồng thời bác bỏ việc lên án hamas và đồng thời và chỉ trích cái việc gọi là tấn công vào thường dân ở giải gaza và kêu gọi phải có một cuộc ngưng bắn ngay lập tức cho đường hướng nhân đạo đây được xem là cái nghị quyết thứ hai của nga liên quan tới cái cuộc chiến của hamas và của do thái vốn đã bị bác bỏ đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và tin không vui lắm cho do thái liên tục có nhiều quốc gia đã cho rút lại đại sứ của họ ra khỏi do thái và cắt bỏ mối quan hệ kinh tế trong cuộc chiến chống lại hamas bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Bahrain đã lên tiếng và rút lại và triệu hồi đại sứ của họ từ do thái về nước và cắt bỏ các mối quan hệ kinh tế với do thái sau khi mà có cuộc chiến chống lại hamas theo tường trình của đài truyền hình fox news cho biết vào ngày thứ năm thì do thái đang đối diện với lời kêu gọi của iran là cắt bỏ các mối quan hệ kinh tế cấm xuất cảng và nhập cảng với các mặt hàng của do thái cũng như là cắt bỏ các mối quan hệ ngoại giao với do thái và lời phát biểu này đã của phía iran đưa ra ngay lập tức thì bahrain đã lên tiếng và rút lại triều hội đại sứ của họ tại do thái cũng như là cắt bỏ các mối quan hệ khác với lại phía của do thái cùng một lượt thì các quốc gia khác là gồm có Jordan cũng đang bắt bắt đầu dị nhị tới cái việc à, gọi là đưa ra cái hành động về giải pháp ngoại giao. Trong có trong khi đó thì các lãnh đạo của Iraq, Syria và Jordan à, gần như là bắt đầu lên án cái cuộc chiến của Hamas trước đó. Tuy nhiên thì giờ đây họ nói rằng là cần phải có một cái giải pháp về nhân đạo. Bên cạnh việc cắt bỏ này thì phía của Trung Mỹ và Nam Mỹ cũng đã cắt bỏ ngoại giao với Dầu Thái. Các quốc gia gồm có Bol Bolivia, Chile và Colombia đã lên tiếng và nói rằng họ đã cho triệu hồi tất cả đại sứ của họ từ Do Thái về nước. Các quốc gia gồm có chính quyền của Bolivia đã lên tiếng và cho biết là họ đã rút lại các mối quan hệ ngoại giao với Do Thái vào ngày thứ ba, cáo buộc là Do Thái đã có hành động tội ác chống con người ở tại giải Gaza. Cùng một lượt thì Chile và Colombia cũng đã cho triệu hội đại sứ của họ về nước và chỉ trích giờ lực lượng Do Thái đã tấn công vào lực lượng dân quân Hamas. Giới chức của Bolivia chỉ ra cho thấy số lượng người Palestine đã bị thiệt mạng tại giải Gaza là kết quả trong cuộc chiến của Hamas và Do Thái. Đồng thời họ không nhắc gì tới cái cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Do Thái là một phần trong cái cuộc tranh chấp này. Bolivia quyết định là sẽ phá vỡ cái mối quan hệ ngoại giao với lại quốc gia Do Thái để lên án hành động bất hại mà lực lượng quân sự Do Thái đã diễn ra đã đưa ra ở tại giải Gaza. Đó là lời phát biểu của Freddy Mamani được xem là phó ngoại trưởng của bolivia đã đưa ra trong một bản tách mình và chile cũng đã đưa ra một quyết định tương tự là cho triệu hội đại sứ của họ về nước trong lúc mà đối diện với một cái hành động họ gọi là vi phạm vào luật nhân đạo quốc tế một cách không thể chấp nhận được khi mà do thái đưa quân vào giải gaza quốc gia ở nam mỹ này à là bộ trưởng ngoại giao của họ đã đưa ra bản tách mình cùng một lượt thì tổng thống của colombia là ông gustavo petro một nhân vật cực tả cũng loan báo rằng họ sẽ cho triệu hội đại sứ của họ từ do thái về nước nếu do thái không ngưng lại các cuộc thảm sát với người palestine chúng tôi không thể đứng ở đây đó là lời phát biểu của ông petro đã đưa lên trang platform x và các quốc gia gồm có bolivia chile và colombia đều là các quốc gia có khuynh hướng cực tả trong khi đó thì bộ một trong những bộ trưởng đặc trách về vấn đề phủ tổng thống của Bolivia là Maria Nela Prada đang nắm quyền ngoài gọi là quyền bộ, bộ trưởng ngoại giao lên tiếng cáo buộc do Thái đã có hành động cho, chống lại con người ở tại giải Gaza nhắm vào người Palestine. Cùng một lượt thì do Thái đã lên án và chỉ trích mạnh mẽ các cái hành động này của các quốc gia ở Nam Mỹ. Do Thái đã chỉ trích Bolivia, Chile và Colombia trong ngày thứ tư, sau khi các quốc gia ở vùng Nam Mỹ này đã quyết định triệu hồi đại sứ của họ về nước và cắt bỏ các mối quan hệ để phản đối của là hành động quân sự của Do Thái đối với Hamas ở giải Gaza. Hầu hết các quốc gia khác còn lại gồm của, của châu Mỹ Latin là bao gồm Argentina, Brazil, đồng thời cũng gia tăng lời chỉ trích của họ khi mà Do Thái thực hiện cái chiến dịch quân sự của họ ở tại giải Gaza và trong đó họ cho rằng đã sát hại nhiều thường dân do Thái trong ngày thứ tư đã kêu gọi Colombia, Chile là tại sao họ lên án chủ nghĩa khủng bố của Hamas mà lại tiếp tục à, à, rút lại cái à, gọi là triệu triệu hội đại sứ của họ trong lúc mà những thành phần khủng bố Hamas đã sát hại những trẻ em, những à, phụ nữ và kể cả những người lớn theo tường trình của bộ ngoại giao do Thái đưa ra và lời kêu gọi này đưa ra sau khi cả ba quốc gia này đã quyết định triệu hội đại sứ của họ trở về nước bao gồm luôn cả ở tại Trung Đông là Bahrain cũng đang duyệt xét chuyện này. Trong khi đó thì các quốc gia còn lại là Jordan và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đang duyệt xét việc mà có nên tiếp tục giữ lại cái quan hệ ngoại giao với Do Thái hay không. Đây được xem là cái phản ứng sau một tuần lễ Do Thái mở cuộc tấn công vào giải Gaza nhắm vào khu vực của nhóm Hamas ở tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Do Thái ngày hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay thì Brazil cho biết là họ sẽ cho quân sự hóa tất cả các phi trường, các bến cảng và biên giới để dập tắt các tổ chức tội phạm của à, khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Bản tin từ Rio de Janeiro cho biết thì tổng thống của Brazil là ông Lula da Silva lên tiếng vào ngày thứ tư là ông sẽ gửi các lực lượng vũ trang của ông để tăng cường an ninh ở trong tất cả các cái phi trường quan trọng nhất của quốc gia, các bến cảng và kể cả các cái biên giới xung quanh cái việc mà à, của Brazil để ngăn chặn tất cả những tội ác đang diễn ra ở tại châu Mỹ Latin, được xem là quốc gia lớn nhất ở châu Mỹ Latin. Quyết định này diễn ra vài ngày sau khi mà các thành viên của nhóm băng đảng đã đốt hàng chục những chiếc xe bus ở tại Rio de Janeiro, lần như là để trả đũa cuộc tấn công của cảnh sát vào một cháu của một lãnh đạo của nhóm băng đảng tại đây. Chúng tôi sẽ có những cái hành động nghiêm túc và chúng tôi sẽ trấn áp tất cả những chuyện này. Đó là lời phát biểu của ông Lula đã đưa ra trong cuộc họp báo ở tại Paris Chile. và trong đó ông ký một cái dự luật và trong đó sẽ theo khai triển tất cả lực lượng quân đội tới tất cả các bến cảng các phi trường và các vùng biên giới. Brazil cho biết là họ đã huy động khoảng 3.600 binh sĩ trong lực lượng lục quân, hải quân và không quân để gia tăng tuần tra và quan sát tất cả những khu vực gồm có <laughs> những phi trường quốc tế ở tại Rio và Sao Paulo cũng như là ít nhất là hai cái bến cảng quan trọng là Rio và Sao Paulo ở tại Santos, à, gọi là gọi là Santos Port. Và bên cạnh đó thì à, nơi đây được xem là một trong những cái bến cảng bận rộn nhất của quốc gia châu Mỹ Latin và gần như là một cái à, trung tâm xuất nhập cảng của cocaine. Và việc khai triển này diễn ra giữa lúc mà đang có một cái cuộc đột kích của cảnh sát vào trong một cái à, khu vực được xem là à, được kiểm soát bởi băng đảng và đã sát hại được à, cháu của một à, trùm băng đảng tại đây. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất diễn ra tại Brazil vào ngày 5 tây tháng 10 khi mà các sát thủ đã sát hại được ít nhất là ba bác sĩ ở phía sau một cái quán bar và trong đó một trong ba bác sĩ này là thành viên của một nhóm dân quân vốn đã có những cái hạng hoạt động về ma túy ở tại Brazil. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của châu Mỹ Latin ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã giới thiệu dự luật ban cấm tất cả việc mà chính quyền Hoa Kỳ mua các cái tròn sản xuất từ Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì một nhóm các nhà lập pháp của cả lưỡng đảng đã đề để trình một cái dự luật trong đó nghiêm cấm chính quyền liên bang mua bất kỳ một loại tròn nào được sản xuất tại Trung Quốc. Dự luật này có tên gọi là American Security John Act được đồng bảo trợ bởi dân biểu Mike Gallagher và Joe Corny của đảng Dân Chủ tại Connecticut là nghiêm cấm tất cả chính quyền liên bang không được phép mua quốc gia từ những quốc gia mà gây đe dọa tới an ninh quốc gia của hoa kỳ và cái dự luật American Security Trong Act này sẽ là một hành động quan trọng để giảm đi việc mà chính phủ hoa kỳ lệ thuộc vào các cái nguồn sản xuất tròn kỹ thuật ở nước ngoài à, ông Connie đã cho biết như trên và trong lúc mà chúng ta phải biết rõ ràng những cái hệ thống cho này là chúng ta không thể để cho nó giám sát cái hệ thống của quốc gia trong lúc mà nó được chuyển tất cả những thông tin về cái công ty gốc của nó và dự luật này là chính quyền đã ban lệnh cấm hoặc là một số những công nhân công ty tư nhân sử dụng những cái tròn này cần phải có sự cho phép của chính phủ Hoa Kỳ và điều này có thể là dẫn đến tình trạng gây ảnh hưởng và kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đảng đang cai trị tại Trung Quốc. Dự luật này được đưa ra giữa lúc mà các cơ quan chính quyền địa bang đang muốn mua một số tròn để giám sát khu vực biên giới và giám sát những khu vực mà họ cho rằng là có những cái nạn cháy rừng cũng như là có những cái thiên tai bão lụt và lệnh này sẽ được đưa ra và sẽ được đại trình trên sàn của Hạ viện. Và ông Gallagher chỉ ra cho thấy là Hoa Kỳ đã lệ thuộc rất nhiều những cái tròn sản xuất từ Trung Quốc, đặc biệt là công ty DJI, được xem là công ty bao trùm cả thế giới về việc sản xuất tròn. DJI là công ty của Trung Quốc và có trụ sở ở tại Thẩm Quyến, Quảng Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ của quốc tế ngày hôm nay. Và cùng một lượt trong ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã gia tăng áp lực với Joe Biden về dự tính làm cách nào để cho Trung Quốc không thể sử dụng các loại chip điện tử mà có thể mở được các cái nguồn và trong đó tiếp nhận những cái kỹ thuật mới. Bản tin từ San Francisco cho biết thì một nhóm gồm lưỡng đảng của Hoa Kỳ, các nhà lập pháp đã yêu cầu chính quyền của Joe Biden phải công bố các dự tính là phía Trung Quốc đang tìm cách phát triển và sử dụng cái loại chip có tên gọi là Risk 5, được được thiết kế và sau khi mà hãng thông tấn reuters vào tháng trước gia tăng sự lo ngại về cái việc mà trung quốc phát triển loại chip này làm khiến cho cả lưỡng viện quốc hội và kể cả lưỡng đảng đều gây ra sự lo ngại file được à, biết là một cái loại chip có thể mở ra các cái nguồn à, về kỹ thuật và trong đó à, gần như là có một mức chi phí à, thấp hơn và được à, phát triển bởi một cái công ty về chất bán dẫn của anh cũng như là một công ty sản xuất về nhu liệu à, có tên gọi là am holding và công ty intel của hoa kỳ trong đó là một trong những cái à, phần quan trọng trong việc phát triển những cái hệ thống smartphone và cho phép là các cái smartphone này có thể mở cửa và đón nhận tất cả những cái sản phẩm liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Và các công ty của Hoa Kỳ gồm có Qualcomm Computer và công ty Google Alphabet cũng đang tìm cách tiếp cận với lại loại chip risc file này. Tuy nhiên, thì uh, họ và vẫn còn có quá nhiều những sự lệ thuộc với lại cái sự sản xuất từ phía của trung quốc và hãng thông tấn reuters vào tháng trước cho biết là có ít nhất là bốn nhà lập pháp đầy ảnh hưởng của hoa kỳ đã duyệt xét việc trung quốc sử dụng cái kỹ thuật này có là sẽ là một cái tiềm năng đe dọa tới an ninh quốc gia bởi vì risfi à, không những là nó chỉ có thể à, giúp được cái việc nó có tránh được cái việc mà xuất cảng của hoa kỳ và tránh cái lệnh xuất cảng của hoa kỳ cũng như là à, nhập cảng một số những cái kỹ thuật từ của hoa kỳ qua trung quốc đây được xem là một trong những cái lo ngại của phía các nhà lập pháp và áp lực chính quyền Joe Biden tổng cộng có 18 nhà lập pháp bao gồm luôn đảng dân chủ đã yêu cầu chính quyền Joe Biden làm cách nào đối phó với việc Trung Quốc đang tìm cách thống trị trong cái kỹ thuật sản xuất về loại chip gọi là RISC-V này đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng một lượt trong ngày hôm nay bản tin thời sự hàng đầu trong Channel của Trần Nhật Phong đó là khu trục hạm của Hoa Kỳ và khinh hạm của Canada đã băng ngang qua eo biển Đài Loan giữa lúc mà có cuộc căng thẳng tại Trung Đông và Bắc Kinh đang đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì khu trục hạm của Hoa Kỳ là chiếc USS Rafael Beretta và chiếc uh, kinh hạm của uh, Lực lượng Hải quân Hoàng gia của Canada là XMCS Ottawa đã di chuyển trên eo biển Đài Loan vào ngày thứ Tư. Theo tường trình của đệ thất hạm đội đưa ra trong một bản thông báo và nói rằng đây là cuộc băng ngang lần thứ ba kể từ hồi tháng 6 cho tới bây giờ. Bộ Quốc phòng của Đài Loan cho biết là có hai chiếc tàu chiến đã băng ngang qua eo biển Đài Loan từ hướng Bắc đi ra vào tối ngày thứ Tư và họ đã quan sát cẩn thận cái uh, biến chuyển này và họ mô tả là một chuyện bình thường. Trong khi đó thì Bắc Kinh cũng đã bắt đầu quan sát về việc di chuyển của chiếc khinh hạm và khu trục hạm của Canada, Canada lẫn của Hoa Kỳ. Trong đó thì Bộ Chỉ huy miền Đông của Trung Quốc cũng đã đưa ra một bản statement. Phía lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và Canada vẫn thường có những cái cuốn chia chuyến gọi là di chuyển qua eo biển Đài Loan và chuyến cuối cùng mới nhất là hồi tháng 9 trong tháng 6, thì phía lực lượng hải quân Hoa Kỳ đã công bố một đoạn video cho thấy là có một cái hành động được xem là thiếu an toàn từ phía tàu chiến của Trung Quốc khi mà tiếp cận gần một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ và trong đó thì bộ ngoại giao của Trung Quốc nói rằng việc này là họ tìm họ nói rằng là họ đã hoàn tất cái việc này một cách gọi là an toàn và chuyên nghiệp tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng phía Trung Quốc đã có những hành động gây nguy hiểm chiếc khu trục hạm này là chiếc USS Chung hun và chiếc uh, khinh hạm của Canada Montreal à, đã à, thực hiện cái tuyến trình này vào tháng 6 vừa qua và giờ đây thì à, hai chiếc tàu của chiến của Canada và của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục băng ngang qua eo biển Đài Loan giữa lúc mà giới quân sự của Trung Quốc đang có những cái ngôn ngữ khá dịu hâu và đội tấn công Đài Loan và à, thống nhất Đài Loan bằng vũ lực. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay cùng một lượt ngày hôm nay thì ngoại trưởng của Đài Loan là ông Joseph Wu đã lên tiếng và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải nên chú ý hơn trong trường hợp của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết thì ông ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu đã lên tiếng và nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải chú ý hơn về cái tình trạng tầm quan trọng của đảo quốc Đài Loan trên chính trường quốc tế phát biểu tại với đài truyền hình BBC thì ông Wu cho biết Đài Loan là một trong những mặt trận tuyển tuyến chống lại cái chế độ độc tài toàn trị của Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ở các khu vực đặc biệt là cái khu vực vùng màu xám khi mà Trung Quốc đã bắt đầu có những hành động đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Thêm vào đó ông cho biết 50% các cái uh, di chuyển ở trên quốc tế về thương mại đều băng ngang qua eo biển Đài Loan. Đài Loan lại là một quốc gia nắm tầm quan trọng trong việc sản xuất về uh, semiconductor tức là về chất bán dẫn và là trung tâm sản xuất về chip điện tử của toàn cầu và ông nói rằng tác hại của cuộc tranh chấp này sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của toàn cầu và nó còn còn nguy hiểm hơn cả cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ông đã lên tiếng cảnh cáo và ông chỉ ra cho thấy mặc dù Bắc Kinh vẫn chưa có một cái ý định, tuy nhiên thì những dấu hiệu gần đây cho thấy là họ đã bắt đầu có những cái đe dọa tới đảo quốc Đài Loan, đặc biệt là tìm đủ mọi cách để gây ảnh hưởng vào cuộc bầu cử của Đài Loan. Và nếu Trung Quốc thành công thì điều này có thể dẫn tới một cái hành động tương tự với những quốc gia khác và nền dân chủ sẽ bị co eo hẹp lại và chế độ độc tài toàn trị sẽ lan trọng ra ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương trong khi đó thì à, phía đài loan cho biết là họ đã sẵn sàng trong cái tư thế đối phó với bất kỳ một cuộc tấn công nào từ phía của trung quốc đây được xem là một lời lời lên tiếng khá mạnh mẽ của ngoại trưởng đài loan đưa ra giữa lúc mà phía giới quân sự nhiều hâu của trung quốc trong mấy ngày qua trong cái diễn đàn về quân sự ở tại bắc kinh đã liên tục tuyên bố là họ sẵn sàng đánh chiếm đài loan bằng vũ lực và kêu gọi là sẽ dập tắt tất cả những thế lực nào ở bên ngoài can thiệp vào câu chuyện thống nhất Đài Loan của Trung Quốc. Đây được xem là những ngôn ngữ diều hâu của giới quân sự Trung Quốc đưa ra. Chỉ vài ngày sau cái chết của Lý Khắc Cường, cựu thủ tướng của Trung Quốc đã qua đời ở tại Thượng Hải, hưởng thọ 68 tuổi. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mà Đài Loan nói rằng họ đang nằm trong tình trạng nguy hiểm và cần có sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Tập Cận Bình đã có một lá thư hồi âm đối với lại Kim Jong-un và nói rằng là Kim Jong-un đã đóng góp rất nhiều cho mối quan hệ của hai nước. Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã gửi một lá thư cho nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Trong đó nói rằng Bắc Hàn và ông Kim đã đóng góp rất nhiều cho có mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Hàn theo tường trình của giới truyền thông Bắc Hàn đưa ra. Tập Cận Bình đã đưa ra lời phát biểu này để ra đà hồi âm lại với một lá thư chúc mừng từ Kim Jong-un hồi tháng trước, đánh dấu 74 năm ngày thành lập cái gọi là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Và theo tường trình của hãng thông tấn của Bắc Hàn là KCNA đã báo cáo vào ngày thứ Năm. Và trong lá thư đề ngày thứ Bảy thì ông Tập Cận Bình cho biết là Trung Quốc và Bắc Hàn vẫn là những quốc gia láng, láng giềng, hữu nghị và có đường biên giới và có những dòng sông, những ngọn núi liền với nhau và điều này là cho thấy là cái truyền thống về à, à, hữu nghị của họ vẫn tiếp tục mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tôi sẽ thúc đẩy cái mối quan hệ giữa Bắc Hàn và Trung Quốc tiến tới phía trước và phát triển trong giai đoạn mà chúng ta đang có những thách thức nghiêm trọng về sự thay đổi của quốc tế và tình trạng ở khu vực. Đó là lời phát biểu của Tập Cận Bình đã viết ra trong lá thư. Và tôi sẽ sẵn sàng có một cái sự đóng góp mạnh mẽ hơn để mà bảo vệ cái hòa bình, ổn định và phát triển cũng như sự thịnh vượng ở khu vực này. Đây được xem là lá thư đã được phía Bắc Hàn đưa ra sau khi mà ông Kim Jong Un đã gửi một lá thư chúc mừng cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc đánh dấu 74 năm kể từ năm 1949 khi mà Mao Trạch Đông đã thống nhất được nước Trung Quốc và đẩy tượng giới thạch ra đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những lá thư đáp trả của Tập Cận mình gửi cho Kim Jong Un. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Philippines phải tăng tốc cái việc điều tra về ông cựu tổng thống Duterte khi ông ta đe dọa sát hại một nhà lập pháp. Đó là một lời kêu gọi của một cái tổ chức quốc tế đã đưa ra. Một tổ chức liên minh các nghị viên trên toàn cầu đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Philippines là tăng tốc điều tra về lời phát biểu của cựu tổng thống Duterte khi mà đe dọa giết hại một nhà lập pháp, người đã chỉ thích con gái của ông ta trong việc mà quản lý tất cả những cái ngân quỹ của chính phủ à, tổ chức này có tên gọi là Interparliamentary Union gọi tắt là IPU có căn cứ đặt tại à, Geneva nói rằng họ rất bất ngờ và cảm thấy nổi giận khi mà ông Duterte đã có một lời đe dọa trực tiếp tới một nhà à, lập pháp của Philippines là à, Frank Castro à, ngay trên cái làn sóng à, truyền hình và radio trong đó ông ta đe dọa giết nhà lập pháp này vì cựu lãnh đạo của Philippines vào tháng trước trên đài truyền hình nói rằng ông ta có thể yêu cầu con gái của ông ta thời gian gần đây là bà phó tổng thống Sara Duterte capio à, bà bà ta đã à, giải quyết những cái à, vấn đề gọi là ngân quỹ của Philippines một cách không chính đáng và ông này đã đe dọa là sẽ sát hại cái à, nhà à, lập pháp này à, ở tại quốc hội và trong đó bao gồm luôn ông Castro và điều này à, đã nhắm vào cái vấn đề gọi là nhân vật 78 tuổi một nhà lập pháp của Philippines và đầu tiên hết là à, quý vị đã nh 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 nhắm vào cái vấn đề gọi là tùy về cái tất cả tin tức tình báo liên quan tới cái ngân quỹ này và à, trong đó là có liên hệ tới chủ nghĩa cộng sản à, ai là người mà quý vị muốn viết ông ta đã viết gì trên và trong trong đây thì à, cái liên đoàn của các nghị viên trên toàn thế giới đã lên tiếng thúc giục chính quyền Philippines của ông Ferdinand Marcos Jr là một đồng minh trước đây của Duterte và trong đó nói rằng là Duterte đã chính thức và sử dụng cái hệ thống truyền thông và đe dọa trực tiếp tới nhà lập pháp này. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình chính trị của Philippines khi mà Duterte năm 2016 đã tìm cách gọi là sát hại rất nhiều những người được mô tả là nghi can buôn bán ma túy và trong đó ông ta đã ra lệnh cho lực lượng cảnh sát của Philippines là phải à, à, sát hại và phải bắn chết tất cả những kẻ nào bị tình nghi liên quan tới ma túy và việc này đã dẫn tới một cái sự lên án gây gắt của cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền khi mà có tới 6.000 người đã bị thiệt mạng một cách vô tội trong cái cuộc chiến chống ma túy của ông ta. Và thời điểm đó thì ông Ferdinand Marcos Jr. lại là cảnh sát trưởng của Manila và đã thực hiện cái chiến lược này. Và sau đó ông ta trở thành thương nghị sĩ trước khi trở thành tổng thống của Philippines. Đó là một trong những cái tin tức liên quan tới tình hình của Philippines ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta như thường lệ vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì vẫn cho phép phong cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Quý vị nào có những nhu cầu về thiết bị điện tử, các ghế massage nổi tiếng của Nhật Bản hay là các giường nệm chống đau lưng nổi tiếng quý, quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron và trong dịp này, Teletron có gửi cho chúng tôi hai tấm hình của hai cái sản phẩm mới do đại hàng sản xuất tức là nam hàng sản xuất trong đó gồm có giường trị liệu massage nhiệt Sergam, à, Master V6 và thứ hai là cái à, thảm đá nhiệt trị liệu seragam à, cũng là do đại hàng và Na, Na, tức là nam hàng sản xuất và đây là hai cái sản phẩm mới của công ty Teletron quý vị nào có nhu cầu thì có thể liên lạc trực tiếp với lại công ty Teletron qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 1877-892-6999. 1877 chín 6999 để biết thêm chi tiết hoặc vào trang web của công ty Teletron để à, tìm hiểu thêm các cái sản phẩm về điện tử và sức khỏe của công ty Teletron cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều và bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha à, lướt qua tất cả những cái lời chào hỏi của quý vị ok à ok chiến dịch quân sự đặc biệt của nga ngố đang xa lầy trong hai năm qua tại ukraine nay lại muốn uh, chửi mũi và chỉ mũi vào trung đông và putin có nói được là tiếng uh, người nữa hay sao ok thật sự quý vị Lần này thì Nga đã đưa ra một cái uh, lời lên tiếng sai lầm. Là lúc trước khi mà phía của trước khi mà phía Do Thái trao trả lại vùng đất Gaza cho phía người Palestine thì lúc đó đã có một cái chương 51 ở trong cái uh, luật của Liên Hợp Quốc là không cho phép Do Thái được phản ứng tự vệ trên vùng đất mà họ chiếm đóng. Đây là cái uh, uh, quy tắc mà Liên Hợp Quốc đặt ra đến năm 2005 thì do Thái đã trao trả toàn bộ cái quyền đó lại cho người Palestine, có nghĩa là họ không còn chiếm đóng nữa. Do đó thì do Thái nói rằng họ vẫn có quyền tự vệ khi tấn công vào lãnh thổ của họ. Còn bây giờ thì phía Palestine, phía Nga lên tiếng và nói rằng no, anh đã vi phạm cái luật quốc tế, anh không được phép tự vệ trên vùng đất anh chiếm đóng, nhưng mà Gaza do Thái chưa chiếm đóng. Họ đã trả lại từ năm 2005 rồi. Do đó thì hôm nay là Nga lên tiếng chuyện này Tuy nhiên thì à, Chưa biết được cuộc chiến của Ukraine Và cuộc chiến của Nga như thế nào Nhưng mà tôi chắc chắn với quý vị Là cuộc chiến của Ukraine có thể cũng sẽ mở rộng đó Tại vì ngày hôm nay Ông Putin đã chính thức ký vào Một cái văn bản Trong đó là ông ta sẽ từ bỏ Cái việc mà cấm thử nghiệm Vũ khí nguyên tử trên toàn cầu Vốn ký năm 1996 Điều này có nghĩa là sẽ dẫn tới Một cuộc chạy đua vũ trang mới về nguyên tử thì quý vị chưa biết được thì Putin ký cái này thì có nghĩa là ông ta đang có ý định là thử nghiệm nguyên tử mang tính chất trăng đe. Thử nghiệm thôi, tức là không có không có tấn công, thử nghiệm thôi quý vị, tức là cho test thôi. Thì bây giờ chưa biết được nhưng mà có lẽ có lẽ là ông ta sẽ sử dụng cái này như một tính chất trăng đe đối với các quốc gia tại Âu Châu nha. À. Rồi tiếp tục. À. Rồi, à, wow lúc có một số cái. Ukraine, à, cái, cái, à. Lúc qua, à, do Thái tạm ngưng những cuộc không kích chuyển sang giai đoạn càng quyết à, à, càng quét Hamas. Hamas không còn chọn lựa phải sống còn với do Thái. Quý vị, ngày hôm nay thì cái tin không vui cho do Thái là một số quốc gia ở Nam Mỹ đã rút lại đại sứ của họ và Bahrain là một trong những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ cũng đã rút lại đại sứ của họ và cắt bỏ các mối quan hệ kinh tế với lại phía của do Thái. Bahrain chính thức là đã có cái à, mối bàn giàu kết nối lại bàn giao với Do Thái từ năm 2020 dưới cái Abraham Bracket của ông Trump. Lúc đó bốn quốc gia gồm có Bahrain, Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Morocco và Sudan. Bây giờ thì Bahrain đã triệu hội đại sứ họ về. Thì quý vị, chiến dịch này đã bùng nổ sau khi mà nhà lãnh đạo của tinh thần của Iran là ông Ayatollah Khamenei đã lên tiếng và thúc giục tất cả các quốc gia trên thế giới cắt bỏ ban giao với Do Thái và đồng thời là cắt bỏ các mối quan hệ kinh tế xuất nhập cảnh với nhà Thái. Lời phát biểu này đưa ra ngày hôm qua hôm kia thì ngày hôm nay quý vị thấy là Bolivia, Colombia và Chile là ba quốc gia ở Nam Mỹ đã cắt bỏ mối quan hệ với Do Thái. Thì quý vị cho thấy là cái mạng lưới mà Iran và những chế độ độc tài đều đã bắt đầu phát triển ra. Ba quốc gia ở vùng Nam Mỹ này đều là điều hành bởi lực lượng Leftist, tức là lực lượng cánh tả thì quý vị cùng một lượt thì nga đã bắt đầu tấn công do thái trên trên, trên liên hiệp quốc rồi và trung quốc thì tiếp tục hỗ trợ cho palestine có nghĩa là đây là cuộc chiến nó không những là cuộc chiến giữa à, do thái và hamas mà nó còn là cuộc chiến ý thức hệ nữa tức là lực lượng quân tả và lực lượng độc tài toàn trị đứng phía sau của palestine và lực lượng bảo thủ thì đứng phía sau của do thái Quý vị, ba quốc gia mà bác bỏ và rút lại đại sứ của họ là ba quốc gia được xem là điều hành bởi cánh tả, khuynh tả hết. Là Bolivia, Chile và Colombia. Người tổng thống của Colombia, ông này xuất thân là nhóm du kích quân chuyên môn buôn bán cocaine. Tức là ma túy. Và ông ta năm 2021 đứng trên sàn Liên kêu gọi thế giới là phải hợp pháp hóa cocaine. Thì quý vị, những nhân vật này là những nhân vật khuynh tả. Và tôi nghĩ rằng trong vài ngày tới sẽ trở thành một cái phong trào. Và đây là một trong những cái bước kế tiếp của Hamas. Thông qua Iran. Để có thể vận động chính trị và áp lực cho Thái. Tại vì họ không muốn cho Thái phá hủy tất cả những hạ tầng cơ sở. Họ đã bỏ công xây dựng. Quý vị, tấn công bằng bom đạn. Ở trên đánh xuống thì có thể gây hại tới thường dân. Nhưng mà càng quét dưới mặt đất. Thì tránh được rất nhiều tránh được rất nhiều cái hại cái hại về nhân mạng nhưng mà nếu càng quét dưới mặt đất thì quý vị do coi như là Hamas sẽ bị tiêu hết tất cả những cái hạ tầng cơ sở này do đó bây giờ họ ra sức vận động tối đa và giống như tôi nói do thái chỉ có hai tuần lễ honeymoon thôi tuần trước tôi đã nói rồi do thái chỉ có hai tuần lễ honeymoon để mà đánh bại Hamas thôi nếu như họ không thành công kiểm soát giải Gaza thì lần này họ sẽ bị đối diện với một cái áp lực rất lớn. Và chính chính quyền châu bên ngày hôm nay cũng kêu gọi pause, tức là tạm dừng lại cuộc chiến thôi. Rồi bên cạnh đó, quý vị, đảng Dân Chủ lại đưa ra cái ý niệm là thành lập một cái lực lượng Liên Hiệp Quốc ở tại giải Gaza, tức là cái lực lượng Peacekeeper. Một điều mà chính Hoa Kỳ và Do Thái xưa nay phản đối quyết liệt. Thì bây giờ chính đảng Dân Chủ đã đề nghị vấn đề này. Thì quý vị, Tôi có cái bài hưu nhật ký phần 2 nói về việc mà thành lập một cái lực lượng gìn giữ hòa bình ở giải Gaza. Thì tôi đã đem ra cho quý vị thấy là xưa nay lực lượng gìn giữ hòa bình không làm đúng vai trò của họ. Từ ở Kosovo qua tới Cộng hòa Trung Phi cho tới cái khu vực ở phía nam của Lebanon và phía bắc của cho Thái đều có lực lượng gìn giữ hòa bình. Nhưng mà họ không làm được vai trò này. Thì quý vị, Do Thái chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Nếu mà họ không tốc chiến tốc thắng Thì tình hình sẽ quay ngược lại đó quý vị Đó quý vị thấy ngày hôm nay là ba quốc gia ở Nam Mỹ cộng với Bahrain Bahrain là đồng minh của Hoa Kỳ đó Quân đội Hoa Kỳ để ngũ hạm đội trú đóng ở tại Bahrain đó Và Bahrain đã chính thức ban giao với Do Thái năm 2020 đó Bây giờ Bahrain là triệu hội đại sứ cắt bỏ quan hệ kinh tế rồi Thì tôi không biết là cái tình hình này nó sẽ lan rộng ra bao nhiêu nước trong khi đó ngày hôm nay Nga lên án nói rằng do Thái không có quyền tự vệ. Có nghĩa là nó đã có một cái chiến dịch. Cái chiến dịch này từ những quốc gia độc tài toàn trị thì hỗ trợ cho Hamas và thứ hai là những cái lực lượng khuynh tả cũng tìm cách hỗ trợ cho Hamas và nhân danh người Palestine. Thì quý vị, tôi đã nói rồi, do Thái có hai tuần lễ thôi. Tuần trước tôi có nói mà, do Thái có hai tuần lễ honeymoon thôi sau hai tuần lễ thì phản ứng sẽ ngược lại đó nha yeah. rồi tiếp tục wow à, lướt qua một số cái đọc rồi nha <laughs> ok giống như anh nói người từ bị hại trở thành kẻ khủng bố mong do thái cắt đứt quan hệ với những nước cực tả đã lên tiếng đã kích do thái thì tôi nói với quý vị là do thái có được hai tuần lễ thôi nếu mà họ không tốc chiến tốc thắng thì tình hình sẽ tại hại cho họ hình ảnh của do thái sẽ bị sẽ bị lật ngược lại. Và quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều mà tôi nói với quý vị rất khó cho Hoa Kỳ. Khi mà hình ảnh Do Thái bị xem là tệ hại trong mắt của những quốc gia ở bên ngoài đó. Thì quý vị, lúc đó Hoa Kỳ, Joe Biden sẽ đứng ở cái thế gọi là bắt đầu lật ngược và có lẽ là ông ta có thể sẽ à, có những cái thái độ với Do Thái đó. Chưa biết được nha. Biden mà hàng ép do Thái tạm ngưng truy quét Hamas thì rất có lợi cho rất bất, bất lợi cho Israel. theo anh Phong nghĩ Israel có nghe Biden không? Đương nhiên phía do Thái bây giờ họ vẫn không họ thuyết phục Biden. Họ đã thuyết phục được Biden. Thì Biden đã đồng ý để cho do Thái mở một cái cuộc càng quét mà. Nhưng mà tới ngày hôm nay quý vị thấy áp lực chưa? Biden đã yêu cầu đã duyệt xét tới việc gọi là pause tức là dừng lại dừng lại thôi chứ không phải là là một cái cuộc phai, tức là một cái cuộc đình chiến để mở ra cái hành lang nhân đạo thôi có nghĩa là Joe Biden đã lui một bước rồi đó và nếu như mà tình hình mà các quốc gia mà có cảm tình với Palestine và Hamas mà tiếp tục cắt bỏ các mối băng quan hệ ngoại giao này thì tôi nghĩ rằng quý vị tôi nghĩ rằng do Thái sẽ bị uh, uh, áp lực về mặt chính trị nhiều hơn Do đó hôm trước, đầu tuần trước tôi có nói rồi Do Thái phải tóc chiến tóc thắng Nếu như không họ sẽ bị phản ứng ngược mà Nha <laughs> Quyền phủ quyết của Tổng thống Mỹ lớn cỡ nào Xin anh giải thích cho em biết rõ Rất đơn giản Bất kỳ một cái dự luật nào quốc hội đưa qua Tổng thống cũng đều có quyền phủ quyết hết Trừ phi 2 phần 3 của quốc hội Cái số phiếu đó 2 phần 3 thì mới lấy được quyền phủ quyết đó thôi Tức là 2 phần 3 khối phiếu ở Hạ Viện, 2 phần 3 khối phiếu ở Thượng Viện thì à, mới có thể tước đi cái quyền phủ quyết này. Còn nếu không á, nếu chỉ là quá bán vài phiếu thôi đó, mà không đủ 2 phần 3 đó, thì Tổng thống có toàn quyền phủ quyết bất kỳ một cái dự luật nào hết nha. Rồi tiếp tục. À... Nga có đủ tiền chạy theo vũ khí hạt nhân với Mỹ không anh? Vì vũ khí của Nga đã và à, thế giới đã không còn chuộng nữa. Về mặt nguyên tử thì tôi không biết. Tại vì về mặt nguyên tử, trước khi ông Trump rời khỏi cái ghế tổng thống, thì Nga vẫn đứng đầu là 6.112 cái đầu đạn nguyên tử, còn Hoa Kỳ là trên 5.800 cái đầu đạn nguyên tử. Nhưng bây giờ dưới quyền của Joe Biden thì Joe Biden cho tháo gỡ tất cả những đầu đạn nguyên tử ra. Bây giờ Hoa Kỳ còn khoảng 3.700 cái đầu đạn nguyên tử thôi. Nga vẫn giữ nguyên là 6.112 cái đầu đạn nguyên tử. Và Trung Quốc thì đang có gần 400 cái đầu đạn siêu lô. Và Trung Quốc đang có tham vọng là sẽ có 1.000 cái đầu đạn siêu lô từ đây cho tới năm 2030 và tới 2035 họ có được 1.500 cái đầu đạn siêu lô. Thì đó là cái con số báo cáo có nghĩa là về mặt vũ khí nguyên tử, Nga vẫn đứng đầu. Nga vẫn có nhiều cái đầu đạn nguyên tử nhất. 6.112 cái đầu đạn nguyên tử. Còn bên cho tháo gỡ ra hết rồi. Bây giờ mình ở bên Mỹ mình chỉ còn có 3.700 cái đầu đạn nguyên tử thôi. Hơn 3.700 cái thôi. Thì cái đó là con số mà tôi biết được chính xác đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À... Theo chú phân tích trong hưu tin phần 1, do Thái không có đường thắng trong chính trường vậy do Thái sẽ thua trắng tay. Thì tôi nói rồi đó quý vị, hôm nay quý vị đã thấy rồi đó. Hôm nay tình hình đã bắt đầu có chiều hướng xoay, xoay chiều rồi. Do đó, do Thái phải trong từ đây cho tới, tới cuối tuần. Hôm nay là ngày thứ năm rồi. Trước ngày thứ hai mà họ khống chế toàn bộ giải Gaza và ngưng lại các cuộc tấn công, tạo ra hành lang nhân đạo thì có thể có được một cái giải pháp còn nếu như mà họ không thành công kiểm soát toàn bộ phía bắc của giải gaza thì quý vị nó sẽ là một cái vấn nạn lớn cho do thái về mặt chính trị về mặt quân sự thì họ không thua nhưng mà quý vị tất cả các cuộc chiến trên thế giới tôi có thể nói một câu ngoại trừ cái đại nhị thế chiến ra tất cả các cuộc chiến trên thế giới đều thua trên lãnh vực chính trị hết thua và thắng quyết định trên cái lãnh vực chính trị chứ không phải trên bãi chiến trường. Tất cả các cuộc chiến trên thế giới, kể cả bản thân của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ được xem là có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới và đã can dự rất nhiều cuộc chiến trên thế giới, nhưng cuối cùng họ thua trên mặt trận chính trị. Lần nào họ cũng thua trên mặt trận chính trị hết. Do đó, cái mặt trận chính trị nó quan trọng vô cùng. Và mặt trận chính trị là làm cách nào có được chính nghĩa. Thì trong hai tuần lễ này Do Thái cướp được cái cờ chính nghĩa Nhưng cây cờ chính nghĩa bắt đầu tiêu dần rồi Bây giờ nó lọt qua tay của Palestine Nói là lọt qua tay của Palestine Chứ trên thực tế nó lọt qua tay của Hamas Do đó Chúng ta không biết được Phải chờ xem cái diễn biến của những ngày tới nha Rồi tiếp tục Wow à. Ok Ok rồi lướt qua một số à, Theo mình nghĩ chính quyền Biden không cứng rắn Thì thế giới sẽ hỗn loạn và có chiến tranh lan rộng Thì chiến tranh đã lan rộng ra hai nơi rồi Với cái chính sách đối ngoại của Joe Biden Đã tạo ra hai cuộc chiến rồi Bây giờ làm sao tránh được cuộc chiến thứ ba thứ tư đây Quý vị nên nhớ vẫn còn những điểm nóng xung đột có thể xảy ra Thứ nhất là eo biển Đài Loan Đầu tiên hết cộng đồng quốc tế nhìn vô là eo biển Đài Loan Thứ hai là cái sự căng thẳng giữa Nam và Bắc Hàn. Và thứ ba là cuộc đối đầu gay gắt giữa người Serbia, người Serb và người Albania tại Kosovo. Thì quý vị, những nơi này có thể bùng phát cuộc chiến bất cứ giờ phút nào. Và chính sách của đối ngoại của Joe Biden đã khiến cho thế giới rơi vào bất ổn. Rơi vào bất cổ Thì quý vị, tôi đã nói rồi cái chính sách nhu nhược của đảng Dân Chủ không tạo ra được hòa bình mà chỉ tạo ra hỗn loạn thôi. Dưới thời Obama thì quý vị thấy rõ Nga tấn công vào Ukraine 2014. Rồi tới 2015 thì là xung đột giữa à, nhóm Hồi giáo ISIS xuất hiện và khống chế ở một số khu vực ở Syria và Iraq. Và trước đó năm 2011 thì cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập giật sập một loạt các cái chế độ ở tại Trung Đông và Phi Châu. Thì quý vị tôi đã nói quý vị là dưới cái chính quyền yếu kém của đảng Dân Chủ Tôi gọi là yếu kém nhu nhược chứ không phải là mềm dẻo Đã tạo ra bất ổn ở khắp nơi Đã tạo ra bất ổn ở khắp nơi Do đó tôi vẫn quan niệm là chúng ta nước Mỹ Trong vai trò được xem là lãnh đạo thế giới Thì phải có đủ cứng rắn để trấn áp Còn nếu không đủ cứng rắn trấn áp Thì sẽ xảy ra những tình, tình trạng này và nó lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay rồi quý vị nha rồi tiếp tục à, ông Biden tháo đầu đạn nguyên tử rồi ông tổng thống khác lên có thể lặp lại răng đe các quốc gia khác được không vì các quốc gia khác đều có đạn nguyên tử hết thì bây giờ thì ông ta ngưng lại và ông ta bắt đầu cho tái lập lại thử nghiệm nguyên tử đó là bởi vì lúc lên thì ông ta chơi cái trò xã hội với môi trường ông ta không muốn chiến tranh mà bây giờ cuộc chiến của Nga tại Ukraine, cuộc chiến của Do Thái với lại Hamas thì bắt buộc là phải không cần tới đời tổng thống trước đâu. Bây giờ ông ta đã ngưng lại và đã bắt đầu cho thử nghiệm nguyên tử rồi. Hôm rồi là Hoa Kỳ đã thử nghiệm ở tại Nevada. Đã thử nghiệm cho nổ nguyên tử ở tại Nevada rồi. Thì quý vị, do đó tôi đã nói rồi. Cái xã hội môi trường nó không thích hợp trong cái giai đoạn trước mắt khi mà vẫn chưa giải quyết được những cái sự xung khắc thì không ai đẩy được cái xã hội và môi trường cả xã hội và môi trường chỉ có thể làm việc được trong cái thời bình thôi còn bây giờ quý vị trong cái giai đoạn mà có những sự xung đột về ý thức hệ những cuộc xung đột về chủng tộc và tôn giáo thì quý vị chắc chắn nó sẽ bùng nổ khắp nơi chiến tranh không bùng nổ chỗ này cũng bùng nổ chỗ khác và bây giờ đem cái chuyện mà xã hội với môi trường lên Thì nó được xem là lạc quẻ Nó lạc quẻ hoàn toàn Nghe. Rồi tiếp tục Wow lướt qua à, Do Thái không thể tóc chiến tóc thắng hạ chú Cho tới giờ phút này thì họ vẫn đang tấn công đó Họ vẫn đang càng quét các khu vực đó Nhưng mà chưa chính thức kiểm soát toàn bộ phía Bắc giải Gaza Ít nhất thêm vài ngày nữa hy vọng họ làm được bây giờ từ ngoài biển đánh vào tức là từ địa trung hải đánh vào từ ở trong đất liền đánh ra tức là ép hamas ở giữa thì hy vọng rằng trong vài ngày tới họ sẽ hoàn tất được cái giai đoạn đầu tiên tức là cái phase one tôi đã cắt nghĩa trong cái hưu tên nhật ký nó gồm 3 phase phase thứ nhất là phải càng quét tất cả những hạ tầng cơ sở của hamas giải pháp và cái phase thứ hai là cho phép người palestine trở lại mảnh đất của họ và cái phase thứ ba là tái xây dựng lại giải Gaza. Thì quý vị, liệu Do Thái có thực hiện được chiến lược này hay không? Nó tùy thuộc vào trong vòng vài ngày nữa. Nếu họ tốc chiến tốc thắng thành công, thì lúc đó áp lực thế giới kêu đình chiến, thì lúc đó họ ngưng bắn. Họ kiểm soát được giải Gaza rồi. Phía Bắc giải Gaza rồi, thì họ có thể tạm thời dừng lại để bắt đầu tạo cái hành lang nhân đạo. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là do Thái làm được cái chiến lược này hay không thôi. Còn nếu như không quý vị, tôi nói với quý vị, chắc chắn cuộc chiến kéo dài do Thái bất lợi nha. Yeah. Rồi. Ok, có khi nào cuộc chia nội chiến quốc cộng tái diễn một nửa công chúa Quốc cộng là sao không hiểu. À, rồi, à những gì tệ hại của chính quyền Joe Biden liệu kỳ này à, tổng thống Trump có làm được tổng thống không? Tôi không biết là kỳ này ông Trump sẽ như thế nào trên quy tắc thì bây giờ ông đứng đầu trong đảng cộng hòa coi như ông nắm chắc tấm vé rồi thì về mặt mà gọi là bầu cử và dư luận thì ông nắm chắc tấm vé rồi nhưng mà về mặt pháp lý thì chưa biết tại vì tất cả những cái gì mà đảng dân chủ đưa ra trong tất cả cáo trạng mục tiêu của họ là ngăn chặn ông Trump mục tiêu của họ là ngăn chặn ông Trump tái tranh cử thôi. Thì mình chưa biết được, bên phía của cộng nhưng mà tôi chắc chắn là bên phía Cộng hòa lần này nắm lại ghế hành pháp. Bên phía Cộng hòa sẽ nắm lại ghế hành pháp, có thể là sẽ là cựu tổng thống Donald Trump, nhưng có thể là người khác. Chúng ta chưa biết được nha. Rồi à Rồi à tức lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Ok. Cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập mà Đảng dân chủ tạo ra ở các nước cũng như vậy. Thì tôi đã nói với quý vị là họ tạo ra cái việc lật đổ những chế độ mà họ mô tả là độc tài toàn trị. Nhưng mà cuối cùng là họ tạo ra sự hỗn loạn tại Trung Đông cho tới ngày hôm nay đó. Họ tạo ra những cái hỗn loạn đó. Những chế độ độc tài toàn trị là phải do người dân ở bên đó quyết định và họ sẽ thay đổi một cách nhịp nhàng. Họ kích động sự bạo lực, lật đổ. Rồi bây giờ cả một cái Trung Đông cho tới Phi Châu là hỗn loạn khắp nơi. Tôi đã nói rồi, thế giới chia ra lưỡng cực. Một bên là độc tài toàn trị, một bên là tự do. Bây giờ đó tìm cách gọi là lấn lướt thì lúc đó sẽ thấy rằng, quý vị thấy đó, nhiều chế độ độc tài toàn trị đã xuất hiện trở lại. Phi châu 8 cuộc đảo chánh Từ khi Joe Biden lên 8 cuộc đảo chánh lật đổ những chế độ gọi là dân chủ đó Bây giờ họ nắm quyền lực về quân đội Tức là quân đội nắm quyền Chứ không phải là bầu cử nữa Tại sao trong 3 năm Dưới quyền của Joe Biden Mà 8 cuộc đảo chánh diễn ra tại Trung Đông Ê, Tại Phi châu Thì quý vị thấy rõ ràng là gì Họ không chấp nhận được những cái tư tưởng băng hoại đang phá nát tất cả xã hội của họ cho nên họ bắt buộc phải ra lệnh ngừng và ngày hôm qua hôm kia thì cho bên chơi cái trò gọi là cấm vận đó cấm vận uh, uh, Rwanda Ở Uganda chứ cấm vận Uganda đó. là bởi vì Uganda ra luật cấm hôn nhân đồng tính và cấm uh, gọi là quan hệ tình dục đồng tính lý do nơi đó là nơi xuất hiện HIV nhiều nhất bệnh HIV uh, bệnh bệnh cái kêu cái vị gọi là bệnh SIDA đó thì quý vị, cái bệnh này nó xuất phát từ đâu thì quý vị hiểu rồi. Và chính vì vậy Uganda phải nghiêm cấm cái vấn đề này để giảm bớt tình trạng lây nhiễm của HIV. Nhưng mà bây giờ bị cho bên uh, nhân danh là uh, giới hạn quyền của đồng tính. Quý vị, tôi đã nói rồi là cái tư tưởng khuynh tả nó đang phá nát nhiều xã hội lắm. Nó đang phá nát nhiều xã hội lắm nha. Rồi à Wow. Dự luật duyệt ngân sách viện trợ do Thái bị phủ quyết liệu do Thái có sự có đủ sức. Ai nói phủ quyết? Chưa mà. Sáng nay mới đưa ra sàn của hạ của hạ viện bỏ phiếu. Chiều nay sẽ lên thượng viện. Còn nếu Joe Biden ký phủ quyết, ông ta đe dọa thôi, ông ta chưa ký mà. Ở đâu ra nói là nó nó bị phủ quyết. Sáng ngày hôm nay ngày thứ năm thì mới được đưa ra sàn hạ viện và nó sẽ được thông qua bởi vì hạ viện là đảng cộng hòa nắm đa số sang thượng viện chưa biết như thế nào nhưng mà nếu cho bên ký phủ quyết thì chính ông ta bóp cổ cho thái đó tại vì cái dự luật này đâu có bớt tiền đâu ổng đòi 14.3 tỷ mỹ kim thì phía đảng cộng hòa đưa lên đúng 14.3 tỷ mỹ kim đâu có gì đâu ổng tự phủ quyết đi có điều là đảng cộng hòa họ khác ở chỗ họ không vay thêm tiền họ cắt ngân sách của sở thuế liên bang để đưa số tiền đó vô họ lấy sở thuế liên bang tới 67 tỷ thì họ đưa ra 14.3 tỷ Mỹ Kim cho phiếu của Do Thái họ đồng ý rồi và hôm nay mới bỏ phiếu thôi còn Châu Bên phủ quyết là quyền của ổng thì ổng tự trả lời với dân Do Thái nha yeah. rồi tiếp tục à, ok à, lưu qua những cái không có liên quan tới bản tin ở trong đây nha ok có khi nào iran tham chiến với hamas không có thể đó nhưng mà họ tham chiến bằng cách khác là họ kích động và tài trợ cho những nhóm dân quân ở tại trung đông phối hợp với hamas trong đó là islamic jihad trong đó là hezbollah Houthi đây là ba tổ chức hồi giáo do họ tài trợ đó thì có thể là họ sẽ tài trợ cho những tổ chức này để mà hỗ trợ cho Hamas. Còn can dự trực tiếp và đưa quân vào trực tiếp thì tôi chưa biết. Họ đưa quân vào trực tiếp ở giải Gaza có nghĩa là họ với Do Thái sẽ có cuộc chiến chính thức đó. Nha. Yeah. Rồi. Tôi thấy không công bằng với Do Thái trong khi Hamas tấn công Do Thái trước. Thì tại vì cái hiến pháp của Hamas đó là như vậy. Xóa sổ Do Thái trên bản đồ thế giới chứ nó đâu có phải là một cái hiến pháp mà chung sống hòa bình với người dân do thái đâu do đó nó tấn công trước là đương nhiên tại vì hiến pháp của hamas là phải tiêu diệt do thái cứ bị nghe câu slogan của họ đó from river to the sea palestine will be, will be free tức là từ dòng sông tới bờ biển người palestine sẽ được giải phóng thì ý của họ là họ sẽ khẳng định toàn bộ cái lãnh thổ của Do Thái là của Palestine. Thì quý vị, để chờ xem coi họ làm được hay không. Thì phía Do Thái cũng đây cũng nói rồi, phía Hamas có hai chọn lựa. Một là đầu hàng vô điều kiện, hai là chết. Đơn giản vậy thôi. Ông Galen, ông Joab Galen là bộ trưởng quốc phòng của Do Thái nói rồi. Thì bây giờ phải coi cái cuộc chiến này nó sẽ kết thúc sớm hay nhanh, sớm hay là chậm. Nếu mà trước ngày thứ hai tuần này, tuần tới đó mà do thái kiểm soát toàn bộ phía bắc của giải Gaza thì coi như họ chiến thắng. Họ có thể dừng lại cuộc chiến trong một vài tuần lễ. Thứ nhất là để xác định lại cái festu. Thứ hai là tạo ra cái đường dây cái hành lang nhân đạo một cách an toàn và kiểm soát chặt chẽ không để cho Hamas lọt vào. Nếu mà họ không hoàn tất vào trước thứ hai tuần tới mà vẫn kéo dài cuộc chiến thì tôi nghĩ rằng do Thái sẽ bị bất lợi rất nhiều. nha yeah. Rồi tiếp tục à Wow. Trung Quốc đánh Đài Loan, Nhật nhảy vào liệu Nhật có đánh nổi Trung Quốc không anh? Vấn đề còn lại là trong quá khứ có bao giờ có bao giờ cộng sản Trung Quốc đánh bại được người Nhật đâu? vấn đề đặt ngược lại là trung quốc có đánh nổi nhật bản hay không trung quốc có đánh nổi nhật bản hay không thôi trong quá khứ họ chưa bao giờ đánh bại được người nhật cả trừ trường hợp duy nhất của tưởng giới thạch lúc đó là tưởng giới thạch đứng chung với phe đồng minh mới đẩy được người nhật ra khỏi lãnh thổ trung quốc vấn đề phải đặt câu hỏi ngược lại liệu trung quốc có đánh nổi nhật bản hay không Tại vì chưa bao giờ họ thắng được Nhật Bản cả. Câu hỏi đặt ra nên đặt ngược lại nha. Rồi, à, đúng là thời cuộc thay đổi không thể biết được. Ngày xưa Trung Quốc là bạn của Hoa Kỳ, còn Nhật với Đức là kẻ thù, còn bây giờ thì ngược lại. Là thời xưa Trung Quốc là bạn của Hoa Kỳ là thời của tưởng giới thạch chứ đâu phải Cộng sản. Đừng đánh đồng dân Trung Quốc như vậy. Lúc đó là Trung Hoa Dân Quốc là đồng minh của Hoa Kỳ chứ không phải cộng sản Trung Quốc là đồng minh của Hoa Kỳ, phải nhớ điều đó nha. Rồi tiếp tục à Wow, lướt qua một số những cái đọc rồi nha. Làm sao cho kịp trong vòng 2 tuần lễ, ít lắm cũng phải 6 đến một 1... tờ đến 1 năm, 6 tháng tới 1 năm hả? 6 tháng tới 1 năm là do Thái sẽ bị đối diện với tất cả những quốc gia ả đập những quốc gia hồi giáo trên thế giới và những quốc gia khuynh tả công kích nếu cuộc chiến kéo dài nếu cuộc chiến kéo kéo dài thì do Thái sẽ trở thành công địch của cả thế giới luôn bởi vì hiện nay quý vị thấy rõ ràng đó là do Thái đang phải đối diện với những sự rình đập rất là nhiều sự rình đập của chế độ độc tài toàn trị lợi dụng cuộc chiến do Thái và Hamas để mà đã kích Hoa Kỳ rồi những lực lượng khuynh tả cũng lợi dụng cái tình hình này để tìm cách thống trị mặt trận chính trị ở trên quốc gia của họ và đương nhiên là thế giới Hồi giáo Không có cảm tình với Do Thái Họ cũng sẽ lên tiếng Nội ba thành phần này không Thì Do Thái đã trở thành công địch Của cả thế giới rồi Không lẽ 80 năm trước Họ là nạn nhân bị thảm sát 80 năm sau họ trở thành kẻ thù của thế giới Quý vị Từ một cái hình ảnh nạn nhân Họ đã bị biến thành kẻ à, Tàn ác rồi đó Thì quý vị thấy rồi đó nha rồi tiếp tục vào lúc có một cái à, đọc rồi Trung Quốc đánh thắng Nhật chỉ có trên phim tàu thôi đúng xưa nay Trung Quốc chưa bao giờ thắng được nhật cả mà Nhật là trong cái thời gian mà trước khi mà có Đại Nhị Thế Chiến đó hai lần đánh bại nga một lần đánh bại ngay trên biển một lần đánh bại ngay trên lãnh thổ Trung Quốc ngay tại Hắc Long Giang đó là nga bị đánh bại ngay trên lãnh thổ đó luôn chưa bao giờ trung quốc thắng được cả do đó ngồi đó ngồi đó mà cứ tưởng tượng sức mạnh của trung quốc trung quốc chỉ là con hổ giấy nhật mới là sức mạnh thật sự sức mạnh về kinh tế sức mạnh về quy thế và kể cả sức mạnh về quân sự có đề là cái quân sự của họ bởi vì cái hiến pháp của họ họ không bộc lộ ra nhiều bên ngoài thôi sức mạnh kinh tế và sức mạnh về quy thế ở trên thế giới này trung quốc làm sao có cửa với lại nhật đấy Bây giờ đi khắp nơi trên thế giới giữa một người Nhật và một người đến từ cái <laughs> lò đào tạo của cộng sản Trung Quốc. Người ta sẽ bắt tay với người Nhật trước hay bắt tay với cộng sản Trung Quốc trước? Nói tôi nghe đi. Rõ ràng lắm nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À. Nga có thể đánh thắng Ukraine không? Nếu thắng Ukraine thì Putin có tham vọng gì? Tham vọng của Putin là thu hồi tất cả những mảnh đất của cựu Liên bang Soviet ngày xưa. Đó là tham vọng của Putin. Và tham vọng của Putin là tạo ra một cái lằn ranh rõ nét với lại khối Tây Phương. Không để vùng màu xám xảy ra nữa. Đó là tham vọng của Putin. Và nếu mà Putin thu hồi lại tất cả những vùng đất thuộc cụ liên bang của Nga ngày xưa đó, thì coi như cái lãnh thổ Nga nó rộng lớn lắm. Và nó trở thành một cái nguồn đầu tư. Và như vậy thì quý vị, khối Tây Phương sẽ bị suy yếu. Đó là tham vọng của Putin. Và... Yeah. Rồi tiếp tục à do thái không tiến ta, à, tiến không được vì mà gì đây mạnh tay thì thế giới sẽ cánh tả sẽ đòi bài trừ do thái nhân đạo thì khác thật sự giờ phút này là họ đang nên, họ nên mạnh tay giờ phút này họ vẫn còn một cái không gian đó nên quyết liệt hơn nên quyết liệt mạnh tay hơn tại vì sau qua tuần tới đó, họ mạnh tay là họ chết ngay qua tới tuần tới họ mà mạnh tay một cái là họ sẽ bị lên án trở thành kẻ diệt chủng hay quý vị thấy đó mấy bữa nay nó đã gọi do thái là genocide rồi đó diệt chủng rồi đó và chính bolivia và kể cả colombia ngày hôm nay nói rằng hành động gọi là à, tội ác chống con người tội nó gọi do thái là tội ác chống con người đó thì quý vị điều này cho thấy là những quốc gia cánh tả này họ rất là đạo đức giả. Họ rất là đạo đức giả. Trong khi Trung Quốc xóa sổ Tân Cương, xóa sổ Tây Tạng thì họ không lên tiếng. Nhưng mà sẵn sàng lên tiếng vì Do Thái và Palestine. Thì quý vị, chúng ta nhìn một cách rất là công bằng. Họ xóa sổ như vậy đó, họ đồng hóa, họ xóa sổ luôn á mà không lên tiếng. Còn bây giờ thì lên tiếng cho vấn đề của Do Thái và Palestine. Nha. Rồi tiếp tục à, Do thái đạp lên áp quốc tế quốc tế Càng bét Hamas có thành công không Chưa biết được Tại vì áp lực quốc tế là lúc đó Do thái sẽ bị kẹt Hoa Kỳ bảo kê không nổi đâu Tôi nói là sau tuần tới Hoa Kỳ cũng bảo kê không nổi đâu Joe Biden sẽ thay đổi quan điểm Joe Biden sẽ thay đổi quan điểm Là sẽ quay ngược lại Và áp lực cho thái đó đạn dược bây giờ do Hoa Kỳ cung cấp do Thái bắn mấy tuần lễ này là gần cạn rồi là Hoa Kỳ cung cấp thêm đó bây giờ cho bên nên mà cắt một cái thì sao ok ừ. sao chú Phong nói cuộc chiến nổ ra giá giá dầu lên mà con thấy giá dầu đang xuống nó lên bây giờ đó tháng 11 này nó lên bây giờ đó yên tâm đi con con đừng có ngồi đó và chờ thấy nó xuống nó xuống chẳng qua là cái nhu cầu trong tháng 9 tháng 10 giảm đi trong tháng 9 và tháng 10 sau cái uh, mùa hè đó thì nó sẽ giảm đi và bắt đầu nó bung trở lại bắt đầu từ tháng 11 cho tới tháng 2 tháng 3 năm tới. Tức là khi mà mùa đông tới thì giá năng lượng tăng lại. Ok. Rồi à Trung Quốc chỉ có biểu diễn thôi, như Thứ Lâm Tự thôi chứ đối đầu với lại UFC thì chỉ là một cú là gục. không phải UFC là MMA. MMA thì đúng hơn. Chứ không phải là UFC. Thật sự quý vị Trung Quốc tôi nghĩ rằng họ cũng giống như vậy đó. Quý vị còn nhớ cái nhân vật Từ Hiếu Đông không? Là võ sư MMA á. Thì quý vị đi khiêu chiến tất cả các uh, trưởng phái, trưởng môn phái các ban hội, các uh, lò võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc đó. Quý vị trốn hết. Có ai dám đánh với Từ Hiếu Đông đâu? Tại ra một cái đánh cho một phát một là gục rồi, nhưng mà lúc biểu diễn thì đẹp lắm. Chặt gạch nè, rồi nằm trên bàn trông nè. Rồi à, dùng đầu đụng vào mấy cái tảng gạch bể nát nè Rồi làm đủ kiểu hết Biểu diễn thì đẹp lắm Nhưng mà thực chiến MMA là thực chiến MMA là một phát một là gục ngay tại chỗ à. Thì quý vị Quý vị còn nhớ như vật tiền Hữu Đông không Tức là làm cho nguyên một cái đám võ sư Trung Quốc đội quân hết Lúc trước đi lên biểu diễn trên đài truyền hình Trên sân khấu thì đẹp lắm múa thì đẹp lắm rồi à, nào là chặt gạch nè nào là dùng nội công gồng mình với bạn trông nè đủ kiểu quá đó nhưng mà thực chiến thực chiến quan trọng hơn nha à, anh phong ơi như vậy ông joe biden có bị luận tội không câu trả lời là không joe biden chỉ bị đàn hạch thôi chứ à, lấy cái gì luận tội là cái gì nói tôi nghe luận tội là cái gì nha rồi tiếp tục à, Do Thái kéo dài cuộc chiến có thể mất nước Hamas đánh Do Thái thì không ai phản đối Bây giờ quý vị Chúng ta trên quy tắc xem cái cuộc tấn công ngày 7 tháng 1 là cuộc khủng bố Ok Và bây giờ chúng ta chờ xem coi tình hình như thế nào đã Ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi Trong chương trình kế tiếp của TNP Channel Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.